ta là kẻ giấu mặt trong nhà hát Gương mặt của ta rất xấu xí và đáng sợ Quái vật đầy tội lỗi như ta sẽ bị thiêu trong lửa luyện tội Nhưng ta vẫn mơ đến thiên đường Trên một hòn đảo nằm tích ngoài khơi xa Có một nhà hát opera bị nhóm lời nguyền 4 năm trước, con gái của ông chủ nhà hát vì bị bạn trai ruồng bỏ Nên đã uống thuốc độc tự tử ngay trên sân khấu 4 năm sau, một vụ án ghê rợn lại xảy ra dàn đèn hàng trăm ký bị cắt đứt rơi trúng một nữ sinh là thành viên của đội kịch nói Thi thể nằm sóng động như một kiệt tác nghệ thuật của tội ác mở màn cho một loạt thảm kịch mang tên Bóng Ma trong Nhà hát Opera Bóng ma phan tôm có thật sự tồn tại dưới căn hầm bí mật và đã gây ra những sự việc kinh hoàng này Hôm nay tính tội sẽ kể cho các bạn nghe vụ án đầu tiên trong thám tự Kindai Chi án mạng ở Nhà hát Opera các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện kinh dị của tính tàu hôm nay tính tàu sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà tính tàu đã từng kể trước đây và được truyền lại với phiên bản tốt hơn như là tính tàu đã từng thông báo trước đó Riêng về nhà hát kịch opera trong Kindaichi thì có 4 vụ án. Đây là vụ đầu tiên, là nơi mà Kindaichi lần đầu gặp và làm quen với thanh tra Isamu các bạn. Còn vụ thứ hai thì tác giả viết thành tiểu thuyết. Vụ thứ ba nằm bên phần 2 và tính tội cũng đã từng kể rồi. Còn vụ thứ tư thì nằm bên series Kindaichi năm 37 tuổi. Mà Kindaichi năm 37 tuổi thì tính tội chưa có cơ hội để đọc luôn á. Còn ai mà đọc và rồi thì comment cho tôi biết với nha. Trước tiên thì tính tội sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện kinh khủng xảy ra cách đây đúng một tháng. Như thường lệ thì các nhân vật chính tập này bao gồm thám tử trung học Kidachi, bản thân của Kidachi là Miyuki và thanh tra cảnh sát Isamu thì tính tôi vẫn giữ lại tên tiếng Nhật cùng với ông chủ của khách sạn nhà hát opera là Kurosawa Còn tất cả những nhân vật phụ thì tính tôi sẽ việc hóa lại tên để tiện kể Chuyện bắt đầu khi cách đây một tháng vào một buổi chiều không biết vì một lý do nào đó mà cả lọ axit sulfuric nóng trong phòng thí nghiệm đã đổ lên người của một nữ sinh trung học tên là Mai khuôn mặt mai khi đó bị bỏng rất nặng đến nỗi không thể cứu chữa được nữa và phải quấn băng tinh mít. Thế rồi vào một đêm, những người bạn cùng lớp đến bệnh viện để thăm mai thì nhìn thấy cô ấy đang đứng trên sân thượng của bệnh viện. Cô ấy từ từ tháo miếng băng quấn mặt thả xuống và giọng của cô ấy thánh thót to rõ vang lên rằng: Ta là bóng ma trong nhà hát opera. Ta xấu xí không ai sánh bằng. Quái vật đầy tội lỗi như ta sẽ bị thiêu trong lửa địa ngục. Nhưng ta vẫn luôn mơ tới thiên đường. Khi đó mọi người vô cùng hoang mang và sợ hãi các bạn Còn Mai thì nói xong câu đó Nhảy xuống đất tự tử Và cái câu nói mà Mai đã thốt ra Chính là lời thoại của nhân vật bóng ma Phantom Trong vở kịch bóng ma trong nhà hát opera Khi mà Phantom bị nữ chính bắt gặp Phải gương mặt xấu xí của mình Thì đã thốt ra câu đó Miyuki là thành viên trong đội kịch nói của trường vì đội kịch sắp tham dự một cuộc thi lớn và vở kịch họ sẽ diễn à, đó chính là cái vở bóng ma trong nhà hát opera nên được sự chỉ dẫn của cố vấn đội kịch là cô là cô liên giáo viên âm nhạc đội kịch đã tham gia tập huấn ở khách sạn nhà hát opera nằm trên đảo uta trong vài ngày với mấy bạn Tuy nhiên thì chuyến tập huấn này lại mở ra một án mạng kinh hoàng bí ẩn và khiến cho nhà hát kịch trên đảo Uta này dường như bị nhớ một cái lời nguyền chết chóc của bóng ma phan tôm. để rồi mãi về sau đã xảy ra các vụ án mạng đẫm máu khác nữa. Ê mà không hiểu luôn á mấy bạn, tự nhiên cái đi ra đảo Quang xây cái nhà hát chả bá ăn chi gì chứ có chuyện, ủa chi vậy không hiểu. Và ông này chính là ông chủ của nhà hát kịch opera nè mấy bạn, Kurosawa Kazuma ổng vẫn còn xuất hiện ở vụ án thứ ba của nhà hát opera luôn á còn cái vụ thứ hai thì tuấn tổ chưa có xem được nên là không biết như thế nào không biết là có ổng hay không con tàu mà ổng đang lái ra đảo là con tàu duy nhất dùng để vận chuyển nhu yếu phẩm và thức ăn cho đảo đó các bạn hồi xưa thì nhà hát nó vốn là một cái ngôi biệt thự và được ông kurosawa này mua lại rồi xây thành một cái nhà hát vào 10 năm về trước mặc dù nó khá là cũ kỹ uh, nhưng mà nó vẫn còn tạo một cái cảm giác là rất huyền bí các bạn sân khấu của nhà hát thì cũng rất là hoành tráng và các thiết bị thì vẫn còn hoạt động rất là tốt khi mà ông Kurosawa dẫn mọi người đi tham quan sân khấu của nhà hát kịch đó các bạn thì đột nhiên khi này ông ông nhìn lên trên sân khấu và ông nói rằng sân khấu này cũng sắp hết thời rồi sau kỳ nghỉ lễ này tôi tính đập bỏ nó có quá nhiều chuyện xảy ra ở đây vui cũng có mà buồn cũng có thì khi mà Kidachi nghe ổng nói như vậy đó các bạn thì cũng tò mò Nên là hỏi ổng trước đây đã từng có chuyện gì xảy ra Tự nhiên ông quay lại ông hử một tiếng đúng lớn luôn các bạn Còn nhìn Kidachi và Miyuki với vẻ mặt như thế này Trời khi này Kidachi và Miyuki đúng sốc luôn đó các bạn Hú hồn chỉ miếng Rồi ổng tự nhiên ổng chuyển qua ổng gãi 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 đầu Rồi ổng cười hì hì ổng nói là à, Không có gì, chuyện không có gì to lớn đâu các cháu Ủa gì trời sợ ma nha chú, sợ ma nha, sợ ma nha chú mình ơi Lúc này thì ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nhìn trời thì có vẻ là sắp có bão lớn kéo tới. Còn bên trong thì nhóm của Miyuki đang diễn tập các bạn và có rất là nhiều sự việc xảy ra. Nhưng mà nổi bật nhất chính là lúc mà Phượng nổi cấu lên và la lên rằng Thôi đủ rồi, sau đó thì xô ngã hồng xuống đất. Phượng chính là cái người sẽ hóa thân thành Tristin là vai nữ chính trong vở kịch bóng ma trong nhà hát opera khi này mọi người hoảng hốt và có chạy lên đỏ hồng dậy và cũng có góp ý với phượng là phượng làm như vậy hơi quá tay rồi còn bà phượng các bạn thì bà đông đổng lên và nói rằng là hồng chỉ làm vướng tay vướng trong thôi chứ ít chứ đâu có giúp ích được cái gì cái buổi diễn lần này thì nó có rất là nhiều cơ hội để mà lọt được vào mắt của các đạo diễn săn tìm tài năng Hồng diễn tệ như vậy lỡ làm ảnh hưởng tới tả thì sao? Thì Minh là người đảm nhận vai bóng ma phan tôm Có lại và khuyên bà một tiếng thì bà trừng ông Minh một phát là mỏng rén luôn các bạn Rén luôn Rồi Phượng tức giận bỏ đi Miêu có kêu Phượng lại nhưng mà cô Liên nói rằng là cứ kệ đi Kêu lại không khéo lại làm ẩm ỉ hơn nữa Khi đó thì Hải là thành viên phụ trách khâu ánh sáng nói với cô Liên rằng Hay là bây giờ mình loại cô ả ra khỏi đội kịch đi chứ ai cũng quá mệt mỏi với cái bệnh ngôi sao của cổ quá rồi nhưng mà cô liên đâu có đồng ý đâu các bạn vì vai nữ chính có thoại vừa dài vừa khó mà chỉ còn hai tuần nữa thì công diễn rồi nên là đâu tìm được ai thay thế cho phượng nữa thì hải mới nói rằng nếu mà mai không có bị như vậy thì tốt rồi khi mà hải nói như vậy xong đó các bạn mọi người tái mặt nhìn hải hết trơn luôn giống như vậy trên đây Chi có để ý thấy cái chuyện này luôn Như là chúng ta biết đó là vì Mai đã nhảy lầu tự tử trước mắt tất cả mọi người Nên mà khi hãy có ai mà nhắc tới Mai á Thì cả nhóm sẽ có phản ứng là sợ hãi hoặc là né tránh kiểu vậy Bên phía của Hồng thì dường như là Hồng không được khỏe cho lắm Cho nên là khi nãy mới diễn cái lúc mà diễn tập mới không được tốt Và làm cho Phượng tức giận á các bạn Mặt mày của Hồng khi này xanh lè xanh lét luôn Mọi người tưởng bà bị bệnh cho nên là mới lại hỏi thăm Thì Hồng khi đó lại đột nhiên la lên Không, mình không có bệnh gì cả và quay qua kêu Kindaichi và Miyuki với một cái vẻ mặt như thế này nè mấy bạn Dường như là Hồng muốn nói một cái điều gì đó nhưng mà lại không thể Hồng chỉ kêu được như vậy thôi rồi im bặt luôn Nhưng mà ánh mắt lại cho thấy là Hồng đang gặp một cái vấn đề gì đó vô cùng kinh khủng Bên ngoài thì cứ mưa xối xả liên tục không ngừng Bên trong thì Chi và Nam đang dọn dẹp lại đống đậu cụ Các bạn, Nam là một thành viên trong tổ đậu cụ Sẵn tiện Kindaichi lúc này đã hỏi riêng Nam về Mai thì Nam đã kể cho trên đây chi nghe cảnh tượng Nam và các bạn chứng kiến vào cái đêm mà Mai tự tử. Nam còn nói rằng là Mai là một cái cô gái rất là hiền lành và tốt tính. Cái giọng nói lẫn cái vẻ đẹp của Mai đều phù hợp để đóng vai nữ chính Tristin. Nam sau đó còn nói rằng cũng chẳng hiểu tại sao trước khi mà chết thì Mai lại thốt ra cái câu nói đó. Nhưng mà cái cảnh tượng khi đó nó cứ ám ảnh Nam suốt. Mà không chỉ Nam mà tất cả mọi người trong đoàn kịch đều đã bị ám ảnh bởi cái vụ tự tử của Mai còn bên phía của Hải các bạn khi này đang ở trong phòng và xem lại tấm hình chụp Mai và Tay Hải khi đó thì Tay Hải trung bằng bật luôn có lẽ sự ra đi của Mai cũng đã làm cho Hải rất là ám ảnh ám ảnh một cách rất là nặng nề ngoài nhóm kịch của Kidaichi đang ở đây thì còn có cả thanh tra Isamu và một vị bác sĩ tên là Phong nữa mấy bạn thanh tra Isamu và ông Phong đều có cùng một cái mục đích là đến đây để mà du lịch nghỉ dưỡng các bạn mà tôi không biết thì sự là ngoài cái nhà hát ra thì ở đây nó có cái gì nữa đâu mà lên đây nghỉ dưỡng với du lịch vua đồ mấy bạn Gu mấy ông này cũng mặn mòi dữ Có một cái điều là trên bàn ăn có để sẵn bản tên của từng người nha các bạn Bản tên ai ở đâu thì người đó sẽ lại đó ngồi ăn Ủa mà làm gì chi vậy mấy bạn Mà màu mè thiệt chứ mấy bạn đúng không nhưng mà cái này là cái chủ ý của tác giả nè Tại vì nó có liên quan tới cái khúc ăn mạng ở phía sau nữa Nhưng điều quan trọng là bây giờ Hồng vẫn chưa tới để ăn tối với mọi người khi đó thì miyuki có đứng dậy định đi tới phòng của hồng để xem sao chuẩn bị đi với các bạn thì các bạn ơi một tiếng thét một tiếng thét thất thanh vang lên nghe vô cùng đáng sợ đó là tiếng thét của hồng mọi người nghe xong cái hoang mang ngỡ ngàng ngơ ngác luôn mới bắt đầu chia ra đi tìm hồng tìm khắp nơi mà cũng chưa thấy bà hồng đâu mấy bạn thì đột nhiên lúc này một tiếng chuông reng 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 vang lên liên tục đây là tiếng chuông mở màn của bên sân khấu nhà hát đó mấy bạn trong đêm tối, cùng với tiếng mưa bão dữ dội phía bên ngoài, tiếng chuông như một điềm báo đáng sợ, cứ không ngừng vang lên khắp nhà hát. Khi tất cả mọi người ập tới thì trước mắt là một khung cảnh ghê rợn, dàn đèn nặng mấy trăm ký không hiểu vì sao lại rơi xuống và đè bẹp cơ thể nhỏ bé của Hồng. Cơ tay của Hồng khi đó còn căng lên và cứ dơ lên như vậy nè mấy bạn. Có thể nói thi thể của Hồng đẹp sống động như một kiệt tác nghệ thuật, kiệt tác nghệ thuật của cái chết và tội ác. Vì xảy ra án mạng nên là thanh tra Isamu mới tiết lộ thân phận cảnh sát của ổng Chứ nãy giờ đâu có ai biết ổng là cảnh sát đâu mấy bạn Isamu thì đoán là có lẽ là vì sân khấu này quá cũ kỹ xuống cấp rồi Nên là dây treo hệ thống đèn nó bị mục và đứt dẫn đến cái vụ tai nạn này Nhưng mà Kidaichi lại lên tiếng và nói rằng Không phải, đây là một vụ giết người Chỉ cần nhìn cái dây thép treo đèn là biết Vì đây rõ ràng là một vết cắt rất sắc bén Chứ không phải là vết tua rua do vô tình bị đứt các bạn ha Trời lúc đó kiểu Thanh Trai Samu bị quê với các bạn Ông đỏ mặt hấn giọng và nói rằng <laughs> Chuyện này dĩ nhiên là tôi biết rồi, nãy giờ tôi chỉ thử mọi người thôi mà Sau đó đó các bạn thì ông họ bắt đầu tập trung mọi người lại tại nhà ăn để cho ông hỏi cung Trời Thanh Trai Samu đúng là một cây hài số 1 của bộ truyện này luôn các bạn hiên Trong lúc lấy lời khai thì cô Liên có nói rằng có vẻ như là Thanh Trai Samu đã nghi ngờ một trong số họ là hung thủ giết Hồng Nhưng mà cái lúc Hồng bị dàn đèn rơi trúng thì tất cả mọi người đều có mặt ở nhà ăn mà Đột nhiên đó các bạn, ông Kurosawa khi này la lên rằng À, tôi quên mất tiêu, thật ra còn có một người nữa Hôm qua có một vị khách tên là Kagetsu đến đây lấy phòng Nói là còn yên tĩnh để làm việc nên là không muốn ai lại gần phòng của mình Ăn uống thì cũng tại phòng luôn Và đặc biệt là trên gương mặt ông ta quấn băng kính mít khi mà ông Kurosawa nói tới đây đó các bạn thì ai cũng quan mang nhìn ổng Thế nhưng khi mọi người tới phòng của Kagetsu thì căn phòng đã bị phá tơi tả như vậy mấy bạn dưới đất thì có rất là nhiều vải băng trắng, còn ba thì trống trơn chẳng có gì. Trên tường có một dòng chữ khiến ai nấy đều sốc tới nóc luôn mấy bạn. Ta sẽ bị thiêu trong lửa luyện tội. Là câu thoại trong vở kịch bóng ma nhà hát opera và là câu nói mà Mai đã nói trước khi chết. Khi này, Minh la lên rằng, tôi không muốn chết, tôi không muốn ở chung với tên sát nhân đó thêm một phút giây nào nữa. Rồi còn hỏi mọi người là ai muốn rời khỏi đảo cùng với ổng á các bạn thì đi theo ổng. Sau đó thì ổng gom đồ đạc chạy ra ngoài. Tuy nhiên có một kẻ nào đó đã cắt đứt sợi dây buộc con tàu duy nhất của đảo các bạn và con tàu đã bị trôi ra giữa biển rồi. Bão lớn, cảnh sát thì chưa tới được mà tàu thì không có, còn Kagetsu, người quấn băng trắng bí ẩn đã biến mất sau án mạng thật ra là ai? chi dường như nghe thấy tiếng cười chua chát bóng ma nhà hát. Sau đó thì chi Miyuki và Linh, ba người đang đi trên hành lang. Linh là một diễn viên đóng vai phụ trong vở kịch các bạn. Khi này thì chợt bà Linh có hỏi Kindaichi và Miyuki một câu là Hai cậu nghĩ như thế nào về mấy chữ mà kẻ giấu mặt Kagetsu đã để lại? Tôi thì cho rằng giống như là vong hồn của Mai đang quay về và trả thù. Kida chi nói là mọi người trong câu lạc bộ kịch có vẻ như là đã bị cái chết của Mai ám ảnh quá nặng nề rồi. Là vong hồn thì không thể nào điều khiển người khác giết người được. Kida chi nói xong vậy tự nhiên cái bà Linh bà cười mấy bạn. Rồi bà nói một điều không có liên quan gì luôn á. Đúng, cậu nói không sai bởi vì bạn ấy là một tài năng đặc biệt mỗi khi mà bạn ấy đứng trên sân khấu thì ai cũng phải bị hút hồn bạn ấy có những thứ mà những người bình thường như chúng tôi không có bà nói xong thì bà vào phòng các bạn chưa hết linh sau đó bà còn thò đầu ra và bà nói tiếp một cái câu như vậy nữa nè hai cậu nghĩ rằng là ai đã giết hồng còn tôi thì nghĩ là tên hung thủ này là một kẻ nào đó đã bị hồn ma của mai nhập vào chút ngủ ngon ủa gì vậy nói xong bà đóng cửa một cái trầm luôn mấy bạn ủa bà linh này bà có bị cái gì không ta tự nhiên bà nói những cái điều mà rất là khó hiểu mấy bạn ha nhưng cái những cái câu nói của bà là một cái điềm báo rất là đáng sợ đó các bạn và rồi đêm hôm ấy trong màn đêm đáng sợ các bạn ơi có một cái bóng đen bước đi lợt cợt trên hành lang hắn tiến tới phòng của miyuki từ từ mở cửa ra hắn bước vào trong và cất tiếng gọi miyuki miyuki khi này giật mình tỉnh dậy và hỏi là ai đó bóng đen kia trả lời tiếp rằng ta là Kagetsu Miyuki nghe xong quảng hồn ngồi bật dậy luôn mấy bạn Hắn lại nói tiếp rằng Nhưng ta còn có một cái tên khác Đó là bóng ma nhà hát Nói xong thì hắn chồm lên bóp cổ Miyuki luôn mấy bạn Miyuki dùng hết sức lực và đã gỡ được cái mặt nạ của hắn ra Nhưng hiện lên chỉ là một gương mặt kinh dị như vậy Sau đó thì Miyuki sực tỉnh giấc Trời nãy giờ là bả nằm mơ đó mấy bạn ơi Nằm mơ, nằm mơ Chỉ là một giấc mơ có hơi đáng sợ một tí thôi mà Miyuki thở phào thì ra là mơ thôi. Thế nhưng đột nhiên tiếng lợp cợp như là có ai đó đang bước đi trên sàn nhà lại vang lên giống như là trong giấc mơ mà Miyuki lúc nãy đã thấy. Miyuki quảng hồn nhìn ra phía cửa sổ thì trời ơi má ơi mấy bạn có một cái mặt như vậy đang nhìn chầm chầm vào Miyuki. Thật sự bây giờ là hết mơ rồi nha. Miyuki nằm trên giường mà người cứ cứng đơ á, nghĩ rằng má ơi không lẽ cái này cũng là giấc mơ sao? Ê kiểu mơ mơ thật thật giờ bà hết phân biệt được luôn rồi mấy bạn. Trời cái hình ảnh này hồi xưa lúc mà mới đọc có nó ám ảnh tính tồn mấy ngày luôn mấy bạn 2 giờ sáng mà nhìn ra ngoài cửa sổ mà thấy cái mặt này nhìn chồng chọc vô mình Chắc chắn là sợ nhảy lên nóc nhà luôn á, thiệt sự Cũng không biết là đêm đó Miyuki đã, đã, trải qua những cái chuyện như thế nào Nhưng chỉ biết là sáng hôm sau Mọi người lại phát hiện ra thi thể của Linh Bị treo toàn ten trên cây như vậy Nhưng mà không phải là tự tử nha mấy bạn Cô ta đã bị ai đó giết chết Vì dưới chân cổ hoàn toàn không hề có bàn ghế hay là bục hay là cái gì để có thể đứng dậy đứng lên để mà treo cổ được còn dấu giày thì in dưới bùn cũng là dấu giày của linh và chỉ hướng một hướng là từ cửa sổ phòng cô ấy ra gốc cây nơi mà treo xác mà thôi ngoài ra thì cũng không hề có một cái dấu chân nào của ai khác nữa linh không tự tử nhưng hiện trường thì lại như vậy Thế thì lý do tại sao Linh lại có thể bị treo trên cành cây này được Khi này Miyuki với mấy bạn còn tưởng tượng ra cảnh đó là Kagetsu đã dùng thuật thôi miên và dẫn dụ Linh đi ra sợi dây giống như thế này Còn phía của Phượng thì rất là lạ các bạn Cô ta đứng ở một gốc cây gần đó Cô ta đứng ở một gốc cây gần đó và cái vẻ mặt thì sợ hãi run rẩy như thế này Nhìn cũng biết là cái này không phải là do cổ sợ cái cảnh tượng lúc nãy Mà là đang thầm lo lắng sợ hãi một điều gì đó và nó có lẽ còn kinh khủng hơn á sau đó khi mà mọi người còn chưa hết quan mang thì lại phát hiện ra một chuyện nữa là toàn bộ đạo cụ phục trang của họ đã bị ai đó phá banh hết rồi. Cả cái bộ đồ lẫn cái mặt nạ cho tôm tức là do Minh thủ vai với các bạn cũng đã biến đâu mất rồi. Cái bộ nỏ là một trong các đạo cụ cũng mất luôn. Miyuki khi này mới nhập mới giật mình nhớ ra cái vụ việc và đã kể lại cái vụ việc tối hôm qua. Cô thấy một ai đó đeo mặt nạ nhìn chồng chọc cô ở ngoài cửa sổ cho mọi người nghe mà phòng Miyuki thì lại cạnh phòng của Linh. Lúc đó Miyuki thấy như vậy, tức là cái thời điểm đó có thể là bắt đầu hoặc là lúc kết thúc của cái vụ giết Linh. Nói về tiểu thuyết bóng ma trong nhà hát opera, nó viết về một câu chuyện kinh dị xảy ra tại một nhà hát opera nổi tiếng của Paris. Dưới gầm sân khấu hoa lệ có một căn phòng bí mật, có một người đàn ông tài năng nhưng mà lại rất xấu xí đang ẩn thân. Ông ấy thì luôn đeo một cái mặt nạ để che đi gương mặt đó của mình ông ấy chính là bóng mai nhà hát phan tôm vào một ngày bóng ma phan tôm nhìn thấy và đem lòng yêu một cô gái đang có ước mơ trở thành một ngôi sao opera trên sân khấu ông ta muốn biến ước mơ của cô ấy trở thành sự thật mà muốn như vậy thì ông ta phải loại trừ người nữ diễn viên đang hát chính cho đoàn phan tôm đã sắp đặt để dàn đèn rơi trúng người nữ diễn viên ấy để cô ta mãi mãi không thể lên sân khấu được nữa sau đó phan tôm còn xiết cổ một người đàn ông đã phát hiện ra chân tướng của phan tôm vụ đầu tiên hồng bị dàn đèn đè chết đó mấy bạn nó giống với lại nhân vật nữ chính của vở kịch vụ thứ hai linh bị xiết cổ chết còn tên hung thủ thì đeo mặt nạ của bóng ma mấy bạn có vẻ như là hung thủ đang cố tình mô phỏng hoàn toàn các vụ án mạng này giống với lại nội dung của tác phẩm bóng ma trong nhà hát opera khi mà ông thanh trai samu nghe tới đây đó các bạn thì ông đập tay lên bàn và nói rằng là nhảm nhí hết sức cái gì mà bóng ma nhà hát Hôn thủ rảnh quá hay sao mà đi bắt trước kịch bản kinh dị này tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi trời mà khi ông la như vậy xong đó các bạn ai cũng cúi mặt im ru đâu có dám ho hé đâu có dám he mồi nói tiếp luôn mấy bạn tập đầu thì ổng có uy ghê luôn ha mà qua mấy tập sau thì đỡ rồi tối đó khi mà cô liên đang đứng gần cửa sổ và hút thuốc ừ mà mấy bạn nghe không có nhầm đâu bà bà cô giáo này bà xuất hiện trong đây là chỉ có đóng vai trò là hút thuốc thôi hay sao mấy bạn lúc nào bà cũng hút thuốc vậy đó thì khi đó đột nhiên ông Kurosawa xuất hiện và cũng có nói với cô Liên là trong cái tình hình này mà ở đây một mình như vậy thì rất là nguy hiểm. Tên hung thủ vẫn có thể còn lãng vảng ở đâu đó. Cô Liên nói là muốn ở ngoài cho thông thoáng một chút rồi sau đó có chỉ ra một thứ gì đó ở bên ngoài và hỏi ông Kurosawa đó là cái gì. Đó là một phần của con gái ông Kurosawa đó các bạn. Ông kể rằng vào 4 năm trước con gái ông mất khi chỉ mới 17 tuổi có để lại một cái di nguyện là muốn được an táng ở một nơi cao ráo và yên tĩnh cho nên là ổng đã đặt một phần của con mình trên cái mỏm đá cao đó dừng lại một chút nha các bạn chúng ta biết là tất cả mọi người ở đây chưa ai từng thấy qua Kagetsu đúng không trừ ông Kurosawa mọi người được biết là chỉ có một vị khách bí ẩn tên là Kagetsu và cũng chỉ thông qua cái lời nói của ông Kurosawa mà thôi rồi bây giờ ổng có một đứa con gái chết lúc 17 tuổi và cả cái thái độ rất là lạ của ổng cái lúc này nè mấy bạn lúc mà ổng nói là ở đây chuyện vui cũng có mà chuyện không vui cũng có. Vậy thì liệu rằng vụ này có dính dáng gì tới ông Kurosawa hay là không? Sau đó thì cô Liên rời đi, còn ổng thì nói là đi một vòng quanh nhà để mà kiểm tra. Nhưng mà các bạn, khi mà cô Liên đi ngang qua nhà hát opera thì cổ có nghe được một vài tiếng động phát ra từ nhà hát, cổ mới đi vào xem thử. Trong cái tình hình này mà có nghe thấy bất cứ cái gì thì tôi cũng sẽ chọn cái option là chuồng về phòng cho an toàn nha Tình huống này mà đi long nhong như cô Liên thì có mà rước quả vô người á, thiệt luôn Lúc mà vô trong nhà hát á, cô Liên đã phát hiện ra cái này Không biết là cái gì nhưng mà cô đã ngồi xem thử và đoán là Nếu mà hung thủ đã dùng cái này thì hung thủ có thể chính là Tới đây, một bóng đen đã đập thứ gì đó rất nặng xuống đầu cô Liên Đó thấy chưa phải đi về phòng là đâu có chuyện gì đâu bởi ta nói cái dòng mà tò mò là hay gặp chuyện ma lắm nha mấy bạn mấy cái phim kinh dị phim ma đồ là vậy không không tò mò thì không sao mà hãy tò mò là gặp ma liền gặp liền mà cũng tội cho bà cô liên á tự nhiên chết oan uổng nằm không dính đạn thi thể không một mảnh vải che thân của cô liên được tìm thấy trong bồn tắm phòng của cổ trên tầng 2 và trong kịch bản của vở kịch bóng ma trong nhà hát opera nạn nhân thứ ba cũng bị dìm chết trong nước giống như vậy nhưng rõ ràng như chúng ta biết là cô Liên bị đập đầu tại nhà hát rồi mới bị hung thủ hốt về đây và dàn cảnh. Khi đây chi cũng vậy, cũng phát hiện ra vụ việc này. Hơn nữa, có một móng tay giả trên bàn tay của cô Liên bị tróc ra. Các cái móng tay giả còn lại thì vẫn yên nguyên à các bạn. Không ai đi tắm mà vẫn còn để nguyên bộ móng giả trên tay hết đúng không mấy bạn? Quay qua chỗ của Phượng các bạn. Có ai đó bí ẩn đã nhét vào phòng cô ta một lá thư với nội dung là Hãy nhường lại vai chính cho Mai, nếu không ta sẽ dán lời nguyền xuống ngươi ký tên bóng mai nhà hát nội dung của lá thư này cũng lại giống với nội dung lá thư mà nhân vật bóng ma trong nhà hát trong vở kịch đã viết và gửi cho người quản lý phượng đã đưa lá thư cho kin và sau đó thì hoảng sợ cô ta đã khóc lóc và kể lại cho kin và miyuki nghe chính phượng linh và hồng đã gọi kêu mai tới phòng thí nghiệm lý Họ nghe nói rằng là lần biểu diễn kịch sắp tới sẽ có các công ty tài năng đến tham dự Nên là bằng mọi giá họ phải giành lấy cơ hội này Nên khi mà biết Mai ấy, các bạn được chọn vào vai nữ chính thì bọn họ đã rất ấm ức Họ đã pha sẵn lưu quỳnh dự định là làm cháy cái váy của Mai một chút để mà hù dọa cho vui mà thôi Ba người họ đã núp sẵn bên trong và khi mà Mai bước vào các bạn thì họ đã đổ lưu quỳnh vào váy của cổ Nhưng mà vì quá bất ngờ cho nên là Mai đã sợ quá theo quán tính các bạn Mai mới tránh ra và cuối cùng không ngờ lại va trúng cái kệ đựng quá chất và lọ axit đã rơi xuống và đổ hết lên người của Mai. Hồng, Linh và Phượng, ba người rất là quan mang vì cũng không ngờ sự việc lại tệ như vậy, lại ra nông nổi như vậy. Thế cho nên tình hình hiện tại là Phượng đang gặp nguy hiểm vì có thể hung thủ đang muốn trả cái mối thù đó cho Mai. Cho nên là cổ đã ở lại cùng với Miyuki, còn Kindaichi thì đi báo cái sự việc này cho Thanh trai Samu biết. Khi này đột nhiên xuất hiện một bóng ma phan tôm từ bên ngoài đập cửa xong vào phòng của Miyuki các bạn Hắn rút ra một con dao rất là bén và dường như là muốn giết chết Phượng Kidaichi và Isamu nghe tiếng động lớn cho nên là ập tới mấy bạn Bóng ma phantom kia bị phát hiện nên là ngay lập tức quay qua Và sau đó thì sắm thẳng tới Kidaichi và Isamu Vì hắn có hung khí mà các bạn Hắn hung khí hơn nữa còn hành động rất là hung tàn nữa nên là khó mà kiểm soát được Khi đó hắn đã thuận lợi thoát khỏi phòng Sau đó thì còn phóng quả và chặn đường Kidaichi, Isamu sau khi mà dập tắt được lửa thì khi đây chi vị samu đã chạy đến cuối hành lang và quẹo qua bên khúc cua thì bất ngờ lúc đó lại đụng trúng nhóm của nam hải và tuấn chạy ngược hướng họ nói là họ cũng nghe tiếng đập cửa và tiếng la của phượng nên là cũng chạy qua xem sao còn dấu giày của bóng ma giấu mặt lúc nãy thì dẫn đến cửa sổ cuối hành lang rồi biến mất luôn ở bên ngoài thì là vách đá và vực và vực thẳm rất là hiểm trở còn trên mặt nước khi này chính là cái mặt nạ của phan tôm mà lúc nãy hắn đã đeo các bạn có vẻ vì chạy đến đường cùng và vì bị vây từ hai phía một bên là kin daichi và isamu còn một bên là nam hải tuấn và minh cho nên là hắn đã làm liều và nhảy ra đây luôn bóng ma phan tôm đã chết khi bị dồn đến bước đường cùng kết cục này lại rất là giống với kịch bản vở kịch bóng ma nhà hát opera nhưng có thật sự là dễ dàng như vậy không hắn đã nhảy ra biển và chết một cách dễ dàng như vậy ư không nha các bạn chi lấy cái ngón tay các bạn quẹt một đường lên bề cửa sổ và suy nghĩ chắc chắn đây là cái bẫy của hung thủ và hắn vẫn còn sống. Bạn Chi và Miyuki đã lén tới sân khấu nhà hát để điều tra. Chi đã phát hiện là máu của Hồng khi mà bị dàn đèn đè trúng nó như vậy này các bạn. Và thực sự sau khi mà hạ cái màn sân khấu xuống, hạ cái màn sân khấu xuống thì nó lại vừa khớp với lại cái vết máu trên sàn luôn mà trên miếng màn sân khấu cũng có mấy cái vết máu của Hồng nữa. Cái lúc mà Hồng bị sát hại đó thì nó đã được buông xuống như thế này Nhưng rõ ràng cái lúc mà mọi người chạy tới thì tấm màn đã được kéo lên rồi Thêm một điều nữa là hôm đó rõ ràng Hồng rất là sợ sệt một cái điều gì đó Nhưng mà tại sao lại dám đi tới đây một mình Còn cô Liên thì vì phát hiện ra một cái điều gì đó Cho nên là mới bị hung thủ giết chết như là chúng ta biết Trên vớ cổ thì có bám rất là nhiều bụi nữa Hung thủ thì đã thủ tiêu quần áo bám đầy bụi của cô Liên khi mà giết cổ Mà lại quên mất cái đôi vớ, không phát hiện ra đôi vớ Kim Chi dường như đã sâu chuỗi lại được mấy cái manh mối này Nên là sau đó đã chạy vào phòng âm thanh đó các bạn Kim Chi cũng đã tìm thấy được cái móng tay giả đã bị mất của cô giáo Liên Nó đã bị rơi ra trong kẹt đó mấy bạn nên là chắc hung thủ không phát hiện được Miyuki sẽ đứng ở trên sân khấu Còn Kim Chi ở trong phòng âm thanh giống như vậy cái lúc này đó các bạn thì chưa có hạ cái tấm màn sân khấu xuống nha à, khi chi nói vào micro thì Miyuki có nghe tiếng của cậu nhưng sau khi mà hạ cái tấm màn xuống rồi khi đây chi nói cái gì báo ở trên sân khấu bác cũng không nghe luôn các bạn trời ổng ca múa hát rồi còn chọc đủ thứ trò làm đủ thứ trò với Miyuki thì Miyuki đều không nghe thấy vì vậy mà Kim Da chi đã giải được toàn bộ mọi thứ nhưng mà các bạn tại sao hung thủ thật sự lại kết liễu nhân vật ca chư nếu mà động cơ là muốn báo thù cho mai động cơ là muốn báo thù cho mai thì vẫn còn một mục tiêu đó là phượng mà Thế rồi đến sáng hôm sau, Kinichi đã xuống phòng ăn sớm hơn những người khác. Khi này thì chỉ có ông Kurosawa ở đây để chuẩn bị bữa sáng thôi, còn thời tiết thì đã bắt đầu tốt lên và đến 10 giờ thì tàu từ đất liền người ta sẽ đến đón họ trở về các bạn. Tức là nếu mà hung thủ muốn hạ sát Phượng thì hắn chỉ còn khoảng 3 tiếng đồng hồ để có thể ra tay. Đột nhiên khi đó Kinichi phát hiện là cái đồng hồ đặt trong phòng ăn đã biến mất. Kurosawa cũng không biết luôn các bạn, ổng còn đùa với Kidaichi là có khi là tên Kagesu đã lấy nó đi rồi cũng không chừng Kidaichi mới nhớ lại là lần trước khi mà cái phòng đậu cụ bị phá nát thì cái bộ nỏ cũng biến mất luôn Kidaichi biết rồi, biết hung thủ sẽ làm cái gì tiếp theo rồi Sau khi tập hợp tất cả mọi người lại tại phòng ăn và dĩ nhiên là theo quy định như chúng ta biết là Trên bàn mỗi chỗ đều có bản tên, chỗ của ai thì người đó ngồi khi mà mọi người nghe Kim Da Chi nói là tên Kagetsu bí ẩn kia vẫn chưa chết và đó chỉ là cái bẫy của hắn mà thôi thì mọi người đều nửa tin nửa ngờ các bạn nhưng mà thực ra là mọi chuyện cũng không phức tạp lắm đâu các bạn cụ thể là vào một ngày trước khi mà mọi người lên tới đảo thì tên Kagetsu đã check in khách sạn này trước rồi hắn lấy tên là Kagetsu và đồng thời dặn rằng là đừng ai bén mảng tới cái phòng của hắn để hắn yên tĩnh làm việc tất nhiên việc hắn làm đó là lén rời khỏi đảo hắn lén rời khỏi đảo bằng cái thuyền bơm hơi với các bạn cái thuyền bơm hơi này có thể xì ra và xếp gọn gàng vào trong vali hắn chỉ cần bơm lên và bí mật rời khỏi đảo mà thôi chính vì vậy mà cái vali trống rỗng ở trong phòng Kagetsu sư là để cất giấu cái thuyền bơm hơi đó mấy bạn ê nhưng mà tôi thắc mắc là lỡ như hắn gặp sự cố gì đó khi mà đang lái cái thuyền hơi này ở trên biển thì sao tại vì dù sao cái thuyền hơi này nó cũng có chút xíu à ừ mà dĩ nhiên là hắn đã không gặp chuyện gì thì chúng ta mới có an mạng để tụi mình coi Đồng nghĩa là ca chư vốn không hề tồn tại. Hung thủ sau đó quay lại đảo này vào ngày hôm sau với đội kịch và giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra. Còn trong vụ của Hồng á mấy bạn, từ ngay cái buổi tập kịch ngày đầu tiên thì như chúng ta biết là Hồng đã gặp cái tên Phantom và lén và đã thét lên. Thì đó là cái vai của Hồng. Hung thủ đã tranh thủ lén thu âm cái tiếng thét lúc diễn tập của Hồng vào thiết bị. Rồi tối hôm đó đó hắn đã lấy lý do là vụ tai nạn thương tâm của Mai ra để mà dọa Hồng và buộc Hồng phải đến điểm hẹn là sân khấu nhà hát. Bởi vì vậy mà cái ngày đầu tiên mà bà Hồng á các bạn bà có vẻ sợ sợ một cái điều gì đó đó các bạn. Tuy là bà muốn nói ra nhưng mà lại không thể nói được vì bà cũng linh cảm là có lẽ là sẽ có cái gì đó không hay xảy đến với mình. Hung thủ thì cố tình chọn thời điểm mọi người tập trung tại nhà ăn để tạo dựng chứng cứ ngoại phạm cho mình. Vài phút sau, tức là khi mà hệ thống âm thanh được hẹn giờ sẵn bắt đầu chạy. Cái này thì để dễ tưởng tượng thì nó giống như là cài báo thức trước đó mấy bạn. Thì khi mà cái đoạn thu âm đó nó chạy đến cái tiếng hồng thét lên, qua loa khuếch đại thì tiếng thét càng lớn và càng đáng sợ hơn. Mọi người nghe thấy tiếng thét của Hồng thì tản ra để đi tìm cô ấy. Tuy nhiên thực tế lúc đó là cái đoạn thu âm nó chỉ vang lên cái tiếng thét của Hồng thôi. Nên là dĩ nhiên Hồng vẫn còn sống. Nhưng chính vì Hồng được hung thủ dọa là buộc phải đứng trên sân khấu Còn cái tấm màn sân khấu thì đã được hạ xuống rồi Nên là Hồng không thể nghe bất kỳ âm thanh gì ở ngoài sân khấu hết Thậm chí chính cái tiếng thét của chính mình luôn đó mấy bạn Hung thủ dĩ nhiên là lấy cớ đi tìm Hồng nhưng mà thực chất là chạy qua nhà hát Trước tiên là ấn cái chuông báo hiệu bắt đầu buổi diễn Để cố ý cho mọi người nghe thấy bên nhà hát đó các bạn và ập qua bên đây Cũng đồng thời cái tiếng chuông này sẽ át đi cái tiếng thét thật sự của bà Hồng sau đó các bạn khi này hắn mới cắt đứt cái sợi dây đèn và đèn rơi xuống đèn nát hồng đang đứng phía dưới xong xuôi thì hắn kéo màn sân khấu lên và xuất hiện tại hiện trường như là không biết gì hết tuy nhiên ngay lúc này thì hung thủ vốn chưa hề thu hồi lại được cái cuộn băng ghi âm tiếng thét của hồng được và chính vì vậy mà cô giáo liên đã phát hiện ra cuộn băng này mà hắn buộc phải thủ tiêu cô liên để tiếp tục kế hoạch đó mấy bạn và hung thủ cố tình tấn công Phượng một cách công khai như vậy là để dàn cảnh Kagetsu đã nhảy xuống biển và để đánh lạc hướng mọi người các bạn. Vì mục tiêu thật sự là để giết tiếp một người nữa. Hung thủ đã dâng sẵn một cái bẫy tại nhà ăn để giết Phượng, nạn nhân cuối cùng. Và chỉ cần chờ đợi, hung thủ sẽ tự mình lộ diện trong chốc lát. Chỉ cần đừng ai di chuyển khỏi vị trí ngồi của mình là được. Mà chuyện gì tới thì cũng phải tới thôi các bạn. Đột nhiên khi này, người này vỗ bàn một cái trầm má ơi hết hồn chim yến xong rồi nhảy xuống đất luôn các bạn và đó chính là nam các bạn mọi người kiểu ủa gì vậy ủa gì vậy ủa alo thanh tra sa mưa đó các bạn còn ngây thơ hỏi lại nam nữa các bạn ủa sao tự nhiên lăn đùng ra đất vậy cha nội khi đây chi khi này mới đi lại chỗ của nam và nói rằng sao vậy mũi tên vẫn còn chưa được bắn ra mà ông nam đúng kiểu quan mang luôn mấy bạn hỏi lại cái gì cậu nói cái gì khi đây chi trả lời rằng hành động này của cậu đã tự khai rằng cậu là hung thủ Nam đã kéo mũi tên của cái nỏ lên sẵn và cố định tạm như vậy bằng một sợi chỉ hoặc là một sợi dây nhỏ. Sau đó thì Nam gắn một cái lưỡi dao lam lên cái cây kim đồng hồ. Khi mà cây kim chỉ giờ chạy đến đúng vị trí thì lưỡi dao lam cắt đứt sợi chỉ, cắt đứt sợi chỉ và giải phóng mũi tên đã tẩm sẵn độc lao về phía mục tiêu. Nam là thành viên trong tổ đầu cụ và rất giỏi việc chế tác nữa nên là làm cái này vốn rất là đơn giản với cậu ta luôn. Tận dụng quy định là phải ngồi đúng vị trí đã sắp xếp sẵn trong nhà ăn nên là Nam biết chắc chắn là Phượng sẽ ngồi ở đâu để dân bẫy. Bởi vì hai các bạn bình thường thì ai muốn ngồi đâu ngồi đâu có cần phải sắp xếp vị trí đâu hả các bạn. Tự nhiên ở trong cái tập này lại sắp xếp vị trí là tôi biết có điểm rồi. Tuy nhiên vì Kim Đây Chi trước đó thì đã quán đổi chỗ ngồi của Phượng và Nam rồi các bạn. Trước đó thì Kim Đây Chi đã cố tình va phải Nam. Mục đích đó là dùng một chút tài ảo thuật của Kim Chi và chỉnh cho cái cái đồng hồ đeo tay của Nam chạy nhanh lên 10 phút Tức là thực tế là còn 10 phút nữa thì cái bẫy mới được giải phóng. Cái việc mà chỉnh đồng hồ chỉ bằng một cú chạm nó không có gì là khó với ổng hết đó các bạn. Sau đó thì Kiên Đại Chi đã cố tình đẩy Nam vào cái ngồi, vào ngồi đúng cái vị trí của Phượng. Mà vốn dĩ trước đó cái vị trí đó là cái chỗ của Phượng. Còn trong vụ của Linh thì Nam đã mắc sẵn dây như vậy ở phía ngoài cửa sổ phòng Linh. Đầu còn lại thì nói lên phòng ở trên tầng 2 Bởi vì phòng trên tầng 2 là phòng của Hồng Mà cái thời điểm này thì phòng à, phòng của Hồng là phòng trống các bạn Tại vì Hồng đã chết rồi Tối đó thì Nam đã gọi điện cho Linh từ phòng của Hồng Kêu cô ấy là nhìn ra cửa sổ Và chỉ cần canh lúc mà Linh đó các bạn vừa thò đầu ra cửa sổ là Nam giật dây Vòng dây liền lòng vào cổ của Linh Nam từ phía trên đã xiết cổ cho đến khi Linh tắt thở Sau đó thì Nam đã dùng chính cái sợi dây này Leo xuống phòng của Linh Rồi vác Linh lên vai Mang đôi giày của Linh vào Và đi bộ ra ra gốc cây các bạn Treo thi thể của Linh lên Rồi bỏ giày của Linh lại đi chăm trần men theo các bụi cỏ để quay lại phòng của Hồng và dọn dẹp. Nhưng mà cái dấu vết của sợi dây bị khứa vào cái cửa sổ phòng của Hồng đó các bạn khi mà Nam giật lên để mà xiết cổ Linh đó, thì nó vẫn còn lưu lại và Kindaichi đã phát hiện ra được điều đó. Và cũng chính Nam đã mang cái mặt nạ phan tôm và cố ý thò mặt ra để cho Miyuki nhìn thấy vào cái đêm hôm đó để mọi người tin rằng có bóng ma phan tôm giấu mặt thoát ẩn, thoát hiện quanh đây và đã giết chết Linh đó mấy bạn sau khi mà giả vờ tấn công phượng thì nam trong cái bộ đồ của phan tôm đã chạy đến cuối hành lang chi và isamu thì đang đuổi theo bên phía hành lang bên này còn bên phía bên nhóm bên kia thì là minh tuấn và hải cũng đang chạy qua bên này vì nghe tiếng ồn ào nam đã bị kẹt giữa hai bên vào cái tình huống này cách duy nhất của các bạn là nam phải quăng hết trang phục của phan tôm xuống biển và giả vờ chạy ngược hướng lại với chi nam đã đứng chờ sẵn ở góc hành lang và chỉ cần đợi khi mà Kenichi đi gần tới thì lao ra giống như thế này như thể nam đang chạy nhanh từ hướng ngược lại những người ở đầu hành lang bên kia thì không ai nhìn thấy hung thủ hết nên là họ đều nghĩ rằng uh, hắn đã nhảy ra ngoài và dĩ nhiên là mọi thứ đã bị bại lộ mấy bạn và trong tình cảnh thù hận che mất lý trí thì nam đã tức giận sau đó túm lấy phượng và dùng con dao kề vào cổ của cô ấy để đe dọa mọi người và dường như là cũng rất là muốn giết chết phượng nam đã kể lại rằng nam và mai bí mật hẹn hò với nhau mà không để cho ai biết nam còn biết là chính hồng linh và phượng đã gọi mai tới phòng vật lý nữa mấy bạn tuy nhiên vì lòng vị tha mai đã không tiết lộ tên của ba người họ cho ai biết cả mai muốn là vụ này trôi qua một cách êm đẹp nhưng mà mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi ba người kia không hề biết dừng lại họ không hề biết dừng lại khi mà nam đưa mai ra ngoài để mà đi dạo họ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba cô gái này. Hồng thì nói rằng là may mà Mai không tố cáo ba đứa tụi mình. Linh nói tiếp rằng số chúng ta vẫn còn may. Còn khi đó thì Phượng đã nói như thế này nè các bạn. Thấy tôi nói đúng không? Con nhỏ này lúc nào cũng giả bộ là ngoan hiền mà cũng nhờ vậy tụi mình mới thoát được tội. Ông Nam với bà Mai đó các bạn đứng nghe hết trơn luôn á. Nam thì khi đó rất là tức giận và đã định xông tới để mà giúp Mai ra mặt nhưng mà cuối cùng thì Mai cũng ngăn cản Nam lại. Và đêm hôm đó thì cô ấy tự sát. Mai đã bị hủy dung mạo đến độ phải tự tử. Và chứng kiến lời trăn trối đầy khổ sở của cô ấy trước khi nhảy lầu, Nam đã quyết định phải trả thù. Khi mà nói tới đây đó các bạn thì Nam định vung tay lên và đâm vào cổ của Phượng thì Kim Daichi đã la lên rằng Sai rồi, Mai không hề muốn được ai báo thù. Cậu vẫn còn nhớ lời cuối cùng của cô ấy trước khi chết mà. Ta sẽ bị thiêu trong lửa địa ngục, nhưng mà ta vẫn hằng mơ đến thiên đường. Cô ấy vốn không hề oán hận ba người đã đẩy cô ấy đến đường cùng và Mai đã chọn tha thứ cho họ trước khi chết mà cô ấy chỉ muốn rửa sạch tâm hồn của mình trước khi chết để có thể lên được thiên đường. Rồi ông Nam lúc này sau khi mà nghe xong như là được khai sáng đó các bạn, một lời thức tỉnh người trong mộng đó mấy bạn, trời ghê quá. Đột nhiên lúc này, Nam mới nhớ đến lời của Mai đã từng hỏi mình, Nam, thiên đường rốt cuộc là một nơi như thế nào? Nhưng mà Nam biết tất cả đã quá muộn rồi. Khi mà Nam biết được sắp đến thời điểm mũi tên có độc cái bẫy của chính mình tạo ra sắp lao ra Nam đã đẩy Phượng xuống đất Và Nam đã hướng lấy mũi tên ấy các bạn Trời ơi, sự việc nó diễn ra nhanh đến độ là Kim Chi và mọi người không kịp làm cái gì để cứu vãn tình hình luôn Mọi người thì quan mang ngỡ ngàng ngơ ngác luôn các bạn Còn Nam thì trước khi ra đi đã nói với Kim Chi rằng Tôi rất muốn đến chỗ của Mai Nhưng tội lỗi như tôi thì không thể lên thiên đường được rồi Tôi đã hại một người vô tội như cô Liên Chính tôi mới là bóng ma xấu xí bị thiêu trong lửa địa ngục, phải dùng mặt nạ che giấu con người của mình. Mặc dù bóng ma phan tôm, bóng ma nhà hát đã giết người, nhưng mà tình yêu mà bóng ma đã dành cho kristin là một tình yêu vô cùng thuần khiết và đẹp đẽ. Sự ra đi của Nam cũng chính thức khép lại vụ án đầu tiên. Rồi án mạng đầu tiên thôi đó nha các bạn, còn một loạt các thảm kịch xảy ra tại cái nhà hát này nữa. Và cũng mở ra một lời nguyền chết chóc cho cái nhà hát kịch opera trên hòn đảo Uta này luôn sau đó thì thanh tra isamu có kể cho kin và miyuki nghe vài sự việc ổng biết được trong cái quá trình điều tra vụ án á mấy bạn ngày mai thì người ta sẽ cho dở phá dở cái nhà hát opera nhưng mà không biết tại sao lý do sau đó mà cái nhà hát nó vẫn còn tồn tại thật sự cảnh sát đã tìm thấy được một cái thuyền bơm hơi ở nhà của nam ba mẹ của nam thì vừa mới ly hôn gần đây với các bạn và có lẽ mai chính là niềm an ủi duy nhất hiện tại của nam nhưng mà cuối cùng thì mai cũng chết Ngoài ra thì thanh tra Isamu cũng tìm thấy được một bức thư ở nhà của Nam. Đó chính là bức thư Mai để lại cho Nam trước lúc chết. Thư chưa có dấu hiệu được bóc ra và có lẽ là Nam cũng chưa hề đọc được cái bức thư này. Có lẽ là từ lúc Mai tự tử thì Nam ít khi về nhà đó các bạn nên là không biết sự tồn tại của cái lá thư. Trong thư thì Mai nói rằng khi mà Nam đọc được lá thư này uh, thì Mai đã không còn sống nữa. Mai không muốn bị lòng thù hận chiếm lấy mình. Mai muốn được lên thiên đường cho nên Mai đã chọn cái chết và nếu như mà nam đọc được cái lá thư này thì có lẽ tình hình sẽ không tệ như vậy còn về ba người kia dù bề ngoài thì hồng linh và phượng làm như là không có chuyện gì xảy ra nhưng mà chắc chắn các bạn là họ cũng cảm thấy dằn vặt vì những gì đã gây ra cho mai dù là cái vụ việc nó chỉ là một cái sự cố mai vì sợ hãi nên là mới đụng phải cái tủ đựng hóa chất và để cho cái lọ axit nó đổ xuống nhưng mà nếu ba người kia không cố ý hẹn hò ra và nhỏ lưu huỳnh thì cũng không có gì mà tức các bạn là sau đó mai đã giấu không khai tên của họ ra rồi mà cái thái độ của họ trời đúng kiểu đáng ghét luôn á ê mà tôi thấy là cái bà phượng á các bạn cái bà phượng mới là cái người mà nên bị ông bị ông nam giết chết trước á các bạn bản cuối là kim chi đã cúp học cái chuyện kim Da chi cúp học trốn tiết là một cái chuyện rất là bình thường ờ, Ông ổng cúp học là để tới thăm mộ của nam và sẵn tiện là làm bồ câu đưa thư ờ, đưa cái lá thư đó đến cái nơi mà nam đang yên nghỉ và Miyuki đã quyết định cũng sẽ cúp học và đây chính là lần đầu tiên trong đời mà Miyuki đã trốn học đó các bạn. Như vậy là tính tôi đã kể cho các bạn nghe xong uh, vụ án đầu tiên trong uh, loạt án mạng về nhà hát opera trên đảo Uta và vụ án này thì khá là đơn giản các bạn chắc là vụ đầu tiên nên là tác giả không muốn tốn nhiều chất xám và nếu mà có cái gì đó thắc mắc về câu chuyện của ngày hôm nay thì các bạn có thể để lại dưới phần bình luận và tính Tồ sẽ trả lời sau nha các bạn chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi các video trên kênh của tính tò bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau